tiêu hóa là gì đây? Chúng ta sẽ liên quan tới một cái hệ cơ quan mà các anh chị rất là quen thuộc, đúng không ạ? À? Mỗi ngày chúng ta đều sử dụng hệ cơ quan này, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thậm chí tối tối rủ nhau đi nhậu, đúng không ạ? À, vậy thì hệ tiêu hóa chúng ta hoạt động như thế nào đây? Ăn, chúng ta ăn để làm gì các anh chị? Các anh chị tưởng tượng nếu một ngày nào đó chúng ta không ăn, chắc đỡ tốn dữ, đúng không ạ? Đỡ tốn kém, à, có được không các anh chị? Lâu lâu nhịn ăn một bữa không sao, nhưng mà nếu các anh chị không ăn một ngày, hai ngày, ba ngày, nếu anh chị nào còn nhớ trong phần chuyển hóa cơ sở, chúng ta có các hoạt động để tiêu hao, thì tiêu hóa nó nằm trong phần nào? Các anh chị còn nhớ định nghĩa chuyển hóa cơ sở không ạ? Chuyển hóa cơ sở là chuyển hóa để duy trì cơ thể trong điều kiện ba không, là gì ạ? Không gì ạ? Không gì, nhớ không? Hay là để gọi? Không vận động. À, không vận động, không tiêu hóa và không điều nhiệt. Vậy các anh chị thấy là thứ nhất, tiêu hóa không nằm trong các hoạt động chuyển hóa cơ sở, có nghĩa là hoạt động này nó không diễn ra một cách thường xuyên và liên tục, đúng không ạ? À? Chúng ta vẫn ăn nhưng mà hoạt động tiêu hóa chúng ta có thể dừng được trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như 1 giờ, 2 giờ hoặc thậm chí 1 ngày, 2 ngày, các anh chị vẫn có thể chấp nhận được, đúng chưa? Bởi vì tất cả những cái liên quan tới hệ tiêu hóa mình có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể, nhưng hoạt động hệ tiêu hóa lại không phải là một hoạt động mà chúng ta có thể dừng được quá lâu, bởi vì mục tiêu của hoạt động tiêu hóa là chúng ta sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể, hay người ta có hay nói ví von một câu là ăn để sống, đúng không ạ? À? Ăn để sống là sao ạ? À? Là chúng ta cung cấp năng lượng cho tất cả các hoạt động khác trong cơ thể. Chúng ta có thể xài năng lượng dự trữ nhưng nó chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi, không thể nào mà chúng ta đủ để chúng ta có thể sử dụng lâu dài được. Cho nên chúng ta cần phải nạp là nguồn năng lượng từ bên ngoài. Chúng ta không phải như các loài thực vật, chúng ta không thể tự tạo năng lượng cho cơ thể mình được, mà mình phải lấy từ nguồn năng lượng bên ngoài. Vậy thì để thực hiện được các hoạt động ăn để sống đó của mình, à, vậy thì mình để cung cấp năng lượng cho cơ thể thì hệ tiêu hóa của mình nó sẽ đi qua một con đường. Con đường đó thì đâu ạ? À? Chúng ta sẽ bắt đầu khởi đầu cuốn chuyến hành trình của mình bắt đầu từ miệng, đúng không ạ? À? À, người ta thường hay chúng ta sẽ bắt đầu một viên thức ăn, ví dụ như chiều nay ăn gì đây ạ? À? Ăn cơm ở nhà, được ăn cơm đúng không ạ? À? Chiều nay là ở nhà hết rồi, à, được ăn cơm nè, hay là được bạn rủ đi nhậu mà cô Sâm bắt dạy nên quỷ nhậu ở nhà ăn mì gói, dạ nó không chừa cơm chẳng hạn vậy, đúng không ạ? À? Rồi các loại thức ăn bắt đầu đi từ miệng ạ. À. Sau khi đi miệng thì nó sẽ đi qua được vùng thực quản, đúng không ạ? Mình nuốt vào nó đi qua vùng thực quản, sau đó mình sẽ đến dạ dày. À, dạ dày xong rồi mình đến tá tràng, đúng không ạ? Tá tràng thì mình sẽ có phần ruột non, ruột non được chia làm 3 phần ạ. À, tá tràng, hổng tràng, hồi tràng, đúng chưa? Rồi sau khi qua ruột non mình sẽ đến ruột già, thì các phần đại tràng thì các anh chị đã được học hết rồi, ví dụ như đại tràng trái, đại tràng phải, đại tràng ngang, đại tràng trái, đại tràng xích ma, và tận cùng của mình là ở hậu môn và trực tràng. Vậy thì mình sẽ thấy rằng cái ống tiêu đây được gọi là đường đi của ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa bắt đầu từ miệng và tận cùng ở hậu môn. Vậy thì như mình đã học giải phẫu rồi, hãy cho tôi biết xem cái ống tiêu hóa của mình dài bao nhiêu. Cuộc hành trình của miếng đồ ăn của mình nó phải đi qua một đoạn đường dài bao nhiêu đây? Anh chị nào biết ạ? À? Mà các anh chị mở mi nói á, hiện tại tôi đang share toàn màn hình nên tôi không thấy. Bây giờ là 7,5 đến 10 m thì nó chia ra các phần như là thực quản và dạ dày, mỗi cái khoảng 1 đến 5 m, cùng con khoảng từ 5 đến 5 m là 400 m, ừ và cái tổng khoảng 1 đến 1,8 m và trực tràng khoảng 20 cm. Ừ, rất chính xác, chị này nhớ bài rất là tốt, cho điểm cộng nha, lớp trưởng ghi đình tôi cho một điểm cộng vì nhớ giải phẫu rất giỏi, đúng rồi. Ống tiêu hóa của mình giống như các anh chị đã biết, mình có một cái hằng số sinh lý á, mình dao động từ 7,5 đến 10 m, nhưng mà thông thường thì trung bình cái đoạn ống tiêu hóa của mình khoảng tầm tầm 8 m đối với một người bình thường, thì mình nhớ một con số trung bình đi ạ, à, khoảng 8 m. Như vậy thì một câu hỏi dành cho các anh chị là nếu như viên thức ăn mình ăn vào chiều hôm nay, à, như vậy thì bao lâu nó sẽ đi hết đoạn đường 8 m này? Tối nay sáng mới, à, tại sao lại có con số 18 hay 24 nhỉ? Ừ, tại sao nó lệch nhau xa vậy chị? Từ 18 đến 24 là cách nhau 6 tiếng rồi đấy. Cái
À, vậy thì cái chuyện thứ nhất đồng ý đó là cái chiều dài ruột khác nhau, như nãy mình nói có người có 7,5 m, có người thì 10 m. Như vậy thì đương nhiên cái đoạn ruột của cái hệ dây tiêu hóa của người 10 m thì nó sẽ lâu hơn. Thứ hai là liên quan tới việc hoạt động của hệ tiêu hóa, và có một cái điểm rất là quan trọng là hệ tiêu hóa của mình vào lúc ban đêm, lúc chúng ta ngủ quá các anh chị, thì gần như là nó không hoạt động. Cho nên nếu mà mình ăn vào cử chiều đi chẳng hạn thì tới tới chút xíu thôi, thì tối nay mình ngủ cái là hệ tiêu hóa mình nó tạm dừng hoạt động rồi. À, nó tạm dừng rồi, nó chậm lại, nó hoạt động rất là chậm trong lúc mình nghỉ ngơi. À, rồi sau đó sáng hôm sau các anh chị ngủ dậy thì nó lại tiếp tục. Nhưng nếu các anh chị ăn cử sáng, á, các anh chị vận động nhiều, các anh chị đi lại nhiều, nó tiêu hóa rất là nhanh từ sáng thôi, thậm chí chiều tới tối chút là nó đã cho ra rồi. Và chuyện thứ ba là liên quan tới loại thức ăn. Vậy thì không phải lúc nào thức ăn nó cũng đi với tốc độ như nhau, nhưng trung bình phải được từ 18 cho đến 24 tiếng thì nó mới ra khỏi được ống tiêu hóa. Và có một câu hỏi để đặt cho các anh chị, và câu này không cần các anh chị trả lời tại đây, và yêu cầu là các anh chị phải học xong bài sinh lý tiêu hóa này, các anh chị phải có được câu trả lời cho chính mình, vì phần này sẽ có thầy. À, vậy thì trong đoạn 8 mét này, từ thực quản, à, từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn trực tràng, thì thời gian lưu giữ thức ăn ở đoạn nào của ống tiêu hóa là lâu nhất? À, để và tại sao như thế, các anh chị tự suy nghĩ nha. Chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ rút ra được tại sao như vậy. Rồi ngoài cái ống tiêu hóa liên quan thì chúng ta còn có các tuyến để giúp chúng ta hỗ trợ cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Chúng ta có ba tuyến chính, hôm nay hướng dẫn các anh chị là ba tuyến chính để giúp đỡ cho hệ tiêu hóa, người ta gọi đó là các tuyến phụ thuộc ống tiêu hóa. Đầu tiên đó là các tuyến nước bọt, để tiết chúng ta tiết ra nước bọt. Thành phần nước bọt là gì nữa chúng ta sẽ học sau. Chúng ta có tuyến nước bọt để tham gia vào quá trình tiêu hóa ở miệng, thực quản và dạ dày. Chúng ta có hệ thống gan mật. À, lúc nào chúng ta cũng phải nói một cặp là gan và mật, mặc dù gan có nhiều chức năng, nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang học ở chương tiêu hóa thì chúng ta sẽ tập trung lên chức năng tiêu hóa, là chúng ta liên quan tới chức năng bài tiết mật, bởi vì mật có liên quan tới quá trình tiêu hóa thức ăn. À, như vậy thì chúng ta sẽ nói chung là hệ thống gan mật rồi. Và thứ ba là hệ thống tuyến tụy. Các anh chị đã được học tụy rồi ạ, đó là các anh chị đã được học tụy ở sinh lý 1, đó là tụy nội tiết, các tế bào tuyến tụy nội tiết tập trung thành những cái đảo Langerhans trên tuyến tụy, đúng chưa, chiếm khoảng 10%, chiếm khoảng 10% số lượng các tế bào của tuyến tụy. Và đợt này khi chúng ta học tiêu hóa, chúng ta sẽ lại học tụy và chúng ta học 90% số lượng tế bào còn lại, đó chính là các tế bào tụy ngoại tiết. À, vậy thì các anh chị chúng ta sẽ được đi lại. Như vậy thì trong chương tiêu hóa này cấu trúc bài sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ có phần thứ nhất là phần đại cương về sinh lý hệ tiêu hóa, sẽ giới thiệu các anh chị các hoạt động chức năng của hệ tiêu hóa là gì, cách điều hòa hoạt động hệ tiêu hóa nhìn chung ra sao. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào từng đoạn. À, chúng ta sẽ có tiêu hóa ở miệng thực quản, chúng ta sẽ có tiêu hóa ở dạ dày, tiêu hóa ở ruột non và tiêu hóa ở ruột già. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị là tiêu hóa từ miệng thực quản, dạ dày và ruột non. Phần ruột già các anh chị sẽ tự học ở nhà, bởi vì cái phần đó nó cũng khá là đơn giản đấy. Gần như là tới ruột non là chúng ta đã hoàn thành, gần như hoàn thành rồi. Tới ruột già chúng ta chỉ còn một số điểm đặc biệt cần các anh chị đọc thêm trong giáo trình mà thôi, cho nên chúng ta sẽ kết thúc ở phần ruột non. Rồi chuyện thứ hai về các tuyến phụ thuộc ống tiêu hóa, trong giáo trình của các anh chị thì các anh chị sẽ thấy phần các tuyến sẽ được trình bày ngay phần đại cương. À, sau khi giới thiệu về các hoạt động chức năng của hệ tiêu hóa thì chúng ta sẽ giới thiệu ba tuyến phụ thuộc quan trọng. Các anh chị lưu ý là các tuyến của hệ tiêu hóa thì còn nữa, nhưng mình chỉ học với nhau ba cái thôi, còn những cái còn lại thì chúng ta sẽ không được giới thiệu ở chương trình. Cho nên chúng ta sẽ được giới thiệu ba cái thì chúng ta học ba tuyến thôi ha. Và tôi sẽ không hướng dẫn ba tuyến này ở trong phần đại cương, mà chúng ta sẽ học về các tuyến này ở cái vị trí, ở cái đoạn ống tiêu hóa mà nó hỗ trợ. Ví dụ tuyến nước bọt thì chúng ta sẽ được học khi chúng ta nói về tiêu hóa của miệng thực quản. Hệ thống gan mật và tụy thì chúng ta sẽ nói với nhau khi chúng ta học về tiêu hóa của ruột non. Mình hiểu rằng các tuyến này nó nằm ở đâu thì khi nó bài tiết các dịch tiêu hóa thì nó sẽ hỗ trợ cho các hoạt động tiêu hóa từ vị trí đó trở xuống, đúng không? Ví dụ như tuyến nước bọt chẳng hạn, tuyến nước bọt sẽ hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa ở miệng và thực quản, đúng không? Và một tí nó sẽ có tham gia một chút ở dạ dày, tuy nhiên không nhiều lắm. Rồi ở mật và tụy thì sao? Hệ thống gan mật và tụy thì hai cái này nó cùng đổ vào vị trí D2 của tá tràng. À, và mình lúc nào mình mà anh chị lưu ý rằng như vậy thì cái hệ thống mật và tụy nó chỉ các enzyme của hai hệ thống này chỉ tham gia cho hoạt động tiêu hóa từ vị trí D2 tá tràng trở xuống, có nghĩa là ngay vị trí nhú tá lớn anh chị, ngay bóng va te,
muốn có lớn mà cái vị trí đổ của hai cái này ra thôi. Như vậy nếu như sau này các anh chị học, mình sẽ học một cái học phần sau. Ví dụ như mình thấy là nếu như mật thì nó phải đổ từ D2 tá tràng trở xuống. Nếu các anh chị nhìn thấy mật ở trên dạ dày, vậy là bình thường hay bất thường à? Anh chị nhìn hình và các anh chị suy luận ạ. À? Là bình thường hay bất thường ạ? À? Bình thường hay bất thường các anh chị nếu các anh chị thấy mật trong dạ dày? Dạ thưa cô, bất thường ạ. Bất thường. Cho nên sau này khi các anh chị học về nội soi tiêu hóa chẳng hạn, sau này các anh chị có người nhà đi soi chẳng hạn, nếu trong kết luận ghi dạ dày có nhiều dịch mật thì các anh chị phải hiểu đó là một vấn đề. À, nó có bất thường đấy, không thể nào bình thường được. À, bởi vì sao ạ? Dạ dày là môi trường axit, trong khi mật và tụy là môi trường kiềm. Cho nên nếu như dịch kiềm mà lại nằm trong cái nơi đáng lẽ có môi trường axit thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới quá trình tiêu hóa. Đầu tiên là các anh chị, các enzyme của dạ dày nó chỉ hoạt động trong môi trường axit mà thôi. Cho nên nếu dịch kiềm mà đưa lên, dịch mật mà trung hòa cái gì môi trường axit này rồi thì các cái men tiêu hóa ở dạ dày nó không hoạt động được. À, như vậy là một phần nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Thứ hai nữa là ảnh hưởng lên niêm mạc. Các anh chị biết rồi, cơ thể chúng ta cấu trúc vùng nào là nó thích hợp với cái môi trường ở đó. Cấu trúc của thực quản nó thích hợp với pH khác, cấu trúc của dạ dày nó phù hợp với pH khác, và cấu trúc của hệ thống ruột thì pH nó cũng khác. Trong vùng thực quản và miệng, pH của mình là trung tính thôi ạ. Nó trung tính, nó hơi ngã chút xíu qua sẽ mà hơi chút xíu qua kiềm thôi, chứ không thể nào nó chịu đựng nổi với môi trường nào mà nó quá khắc nghiệt hơn. Ví dụ như dịch dạ dày chẳng hạn, với pH của dịch dạ dày khoảng 2 đến 3, nếu nó trào lên vùng thực quản là các anh chị sẽ thấy có hiện tượng trào ngược, bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là khó chịu và thậm chí có trường hợp người ta bị loét thực quản, đúng không? Và nếu lâu ngày, nếu môi trường thực quản mà nó cứ tiếp xúc lâu ngày thì nó sẽ bị chuyển sản, người ta gọi là thực quản barrett đó các anh chị, hay là một cái tổn thương tiền ung thư. Như vậy thì khi mình học sinh lý thì mình phải hiểu được rằng bình thường thì cái môi trường ở đó như thế này, các cấu trúc nó liên quan, hoạt động chức năng nó ra sao để nó hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa thức ăn. Như vậy thì sau này khi mình học tất những cái cơ chế về sinh lý bệnh, những cái cơ chế nào nó làm ảnh hưởng lên cái cấu trúc bình thường này thì các anh chị hiểu nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Rồi, như vậy thì các anh chị sẽ nhớ giùm tôi, chúng ta sẽ có hai phần như vậy. Chúng ta sẽ vào phần đại cương ạ. Về phần đại cương, các anh chị sẽ chỉ có chúng ta với nhau 3 mục tiêu. Mục tiêu 1 là các anh chị xác định 4 hoạt động chức năng chính của hệ tiêu hóa. Xem cái 4 hoạt động này là hoạt động gì sẽ hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa thức ăn. Hoạt động thứ 2 là chúng ta sẽ có mục tiêu phân tích về cơ chế điện học của tế bào cơ trơn ống tiêu hóa. Đương nhiên, cơ chế điện học của tế bào cơ trơn ống tiêu hóa nó đơn giản hơn rất nhiều so với phần tim mạch mà các anh chị đang học. Chúng ta chỉ có học về một cơ chế để thực hiện các hoạt động khử cực trên hệ thống ống tiêu hóa, từ đó gây ra hiện tượng co thắt hay gây ra hiện tượng các hoạt động cơ học cho ống tiêu hóa để thực hiện nhu động cho ống tiêu hóa mà thôi. Và cuối cùng là mình trình bày 2 hình thức cơ học của ống tiêu hóa. Rồi, vậy thì trước khi đi vào thì chúng ta nhắc chút xíu về cái cấu trúc mô học. Vậy thì khi các ngang thành ống tiêu hóa từ ngoài vào trong thì ống tiêu hóa của chúng ta sẽ được cấu tạo bởi 4 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp thanh mạc, bản chất là lớp lá. Lá gì của bụng ạ? Trong ổ bụng mình có 2 loại lá thôi các anh chị. Một là lá thành, hai là lá tạng. Thanh mạc là lá gì? Dạ lá tạng cô. Lá tạng. Chức năng của lá tạng là để làm gì? Chức năng. Tại sao chúng ta cần lớp lá tạng ạ? Học giải phẫu rồi. Dạ, lá tạng là để bao phủ trên bề mặt của các tạng để bảo vệ tạng. Chuyện thứ nhất là bao bọc và để bảo vệ, đúng không ạ? Vậy các chị sẽ thấy có những cái cấu trúc mình cần có sự bao, tất cả những đoạn ống tiêu hóa mình đều được bao bọc bởi lớp thanh mạc này để bảo vệ. Chuyện thứ hai là các chị sẽ thấy ống tiêu hóa mình có những cái chỗ, những cái vị trí thậm chí nó hỏng có cái gì nó cố định trên thành bụng hết. Ví dụ như hệ thống ruột non chẳng hạn. Mình hình như mình không có vị trí nào để thành hệ thống ruột già. Như vậy chúng ta nhờ lớp thanh mạc này nó tạo thành một cái hệ thống mặt treo, hệ thống mặt nối, đúng không ạ? Để cố định cái hệ thống ống tiêu hóa của mình. Vậy các anh chị sẽ thấy trong cái hệ thống mặt treo và mặt nối nó sẽ có đường đi của mạch máu và thần kinh, đúng không ạ? Máu và thần kinh từ đâu ạ? Từ hệ thống trong cơ thể, từ các hệ động mạch trong cơ thể được đến để nuôi hệ thống ống tiêu hóa. Như vậy thì lớp thanh mạc của mình bản chất là lớp lá tạng có 2 chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng bảo vệ,
hay là bảo vệ và cố định cái hệ thống ống tiêu hóa. Và thứ hai là chức năng là đường đi của mạch máu và thần kinh để đến nuôi và chi phối cho cái hệ thống của ống tiêu hóa. Ha, đó là lớp thanh mạc ở ngoài. Đi vào bên trong một tí chúng ta đến lớp cơ. Vậy thì ở ống tiêu hóa của mình có hai lớp cơ dọc ở ngoài và lớp cơ vòng ở trong. Hai lớp cơ này nó sẽ hỗ trợ với nhau để cùng nhau thực hiện hoạt động cơ học của ống tiêu hóa, mà chủ yếu là mình sẽ là phân các thức ăn và đẩy thức ăn đi trong cái đường của ống tiêu hóa, đúng chưa? Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái vị trí các anh chị, mình lưu ý rằng có những cái điểm trên cái hệ thống ống tiêu hóa mà cái lớp cơ của mình nó có vài cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là dạ dày. Ở dạ dày thì ngoài hai lớp cơ dọc và cơ vòng, chúng ta còn đánh dấu sự xuất hiện của lớp cơ thứ ba, đó là lớp cơ chéo. Vậy thì ở dạ dày các anh chị sẽ có cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo. Chi vậy các anh chị? Chức năng. Chức năng để làm gì các anh chị? Dạ dày tại sao cần cơ chéo ạ? Cái lần để co dạ dày và cái nhào trộn thức ăn, xé thức ăn đó cô. Để nghiền nhé. Cơ nào cũng co bóp được. Giờ mình cơ giọng cơ vào mình cũng co bóp được. Cần gì phải có cơ chéo không chị? Nghiền nát thức ăn. Nghiền nát thức ăn cũng chưa hẳn. Cái chức năng đó cũng chưa phải là cái trội nhất. Tại thưa cô là nó treo cái dạ dày, tại vì dạ dày nó nằm bị lệch sang bên phải á, nó có một cái cơ chéo nằm từ trên xuống. À, treo cái dạ dày là nhầm rồi nè. Cái treo cái dạ dày là do lớp thanh mạc nó treo. À, lớp thanh mạc nó sẽ đính cái dạ dày của mình, có bờ cong lớn và cong nhỏ và đính cố định lên, đó là do lớp thanh mạc. Cơ chéo không có đính. Ở phía trong của cái dạ dày đó, do là cái dạ dày của mình nó nằm xéo từ phải qua trái á, cái chéo là nó kéo từ trên dưới. Vậy thì các anh chị hãy nhớ lại xem cái hình của mình nè các anh chị. Đây. Hồi nãy mình có nè. Các anh chị nhìn đoạn tiêu hóa của mình đi. Các anh chị sẽ thấy đoạn nào nó cũng ôm ốm dài dài thấy không ạ? Miệng thực quản đây. Ruột non đây. Ruột già đây. Chỉ có cái dạ dày là sao ạ? Là phình to ra, đúng không ạ? Thành một cái này là trộn thức ăn tốt hơn đó con. Rồi vậy thì khi dạ dày của mình, tại sao mình cần phải có sự hỗ trợ của lớp cơ chéo? Sự hỗ trợ của lớp cơ chéo sẽ giúp cho dạ dày của mình có thể làm được cái nhiệm vụ là trữ thức ăn rất là tốt, đúng không ạ? Mình hay nghe thiên hạ hay nói là ăn no bể bụng, chứ có thấy ai bể bụng chưa? Có thấy ai chết vì ăn no bể bụng chưa? Chưa thấy, là nhờ lớp cơ chéo đấy, đúng không ạ? Có nhiều cái thần kỳ lắm, ví dụ như cái dạ dày của mình, các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có những cái khả năng rất là kỳ lạ. Ví dụ như lúc đói các anh chị, cái dạ dày của mình nó khoảng 50ml là tương đương một cái nắm tay của mình đó các anh chị. Nhưng khi mình ăn vào, dạ dày nó sẽ năng giãn rất là lớn, tăng áp lực rất là lớn. Như vậy thì nhờ có sự hoạt động của ba lớp cơ, nó sẽ hỗ trợ cho dạ dày tạo một cái túi để chứa thức ăn. Vậy thì làm cái túi chứa thức ăn gì có tác dụng gì? Khi mình ăn một bữa ăn lớn á, mình ăn khoảng nửa tiếng đồng hồ là xong, đúng không các anh chị? Anh chị nào nhai lâu thì còn lâu hơn được chút, 40-45 phút. À, nhưng mà mình cũng phải hoàn thành bữa ăn, lúc đó là mình đi làm chuyện khác, đúng không? Và cái túi thức ăn này, cái dạ dày nó sẽ trữ cái túi thức ăn nó lại, và sau đó từ từ nó thực hiện hoạt động tiêu hóa. Bây giờ tưởng tượng đây, cái dạ dày, nếu có dạ dày mình mà nó cũng ốm ốm thon thon y chang như cái thực quản hay là cái ruột non thì sao? Thì sao ạ? Nó không trữ được thức ăn, các anh chị phải ăn liên tục. Nó mà nên chị ăn chút xíu là các anh chị thấy nó dạ dày nó không bự ra, các anh chị không là bắt đầu anh chị cảm thấy no rồi, nó đầy rồi. Nó đầy được đoạn đó rồi thì các anh chị phải nghỉ ăn. Nghỉ ăn rồi nhưng mà nó không đủ dinh dưỡng thì 1 2 tiếng đồng hồ sau các anh chị lại đó thì chúng ta lại ăn tiếp, như vậy chúng ta tốn rất nhiều thời gian cho quá trình tiêu hóa thức ăn, quá trình ăn uống, đúng không? Vì bữa cơm của mình sẽ kéo dài rất lâu. Như vậy các anh chị sẽ thấy những trường hợp mà người ta bị cắt dạ dày các anh chị. Sau này khi nếu người ta bị bệnh lý gì đó, người ta phải phẫu thuật dạ dày, người ta cắt bỏ dạ dày 2/3 hoặc thậm chí cắt trọn dạ dày luôn, thì trường hợp đó mỗi bữa ăn người ta phải chia nhỏ ra rất là nhiều. À, và chưa kể nó còn ảnh hưởng tới nhiều thứ nữa, nhưng mà chuyện đầu tiên nó liên quan tới cái quá trình trữ thức ăn, là chuyện các anh chị sẽ thấy người ta phải chia nhỏ bữa ăn, và một bữa ăn người ta không được ăn quá nhiều. À, bởi vì tất cả thức ăn đẩy thẳng xuống ruột, trong khi ruột thì nó lại chấp nhận được thức ăn rất là chậm. À, nữa mình học tới động ruột mình sẽ thấy thức ăn đi rất là chậm. Rồi, chuyện thứ hai, đoạn thứ hai của ống tiêu hóa cũng có một điểm đặc biệt ở lớp cơ, chính là hệ thống đại tràng. À, nhìn ở dưới các anh chị có phân biệt được đâu là đây, các anh chị thấy ruột non à, các anh chị thấy nó lơn láng đều không ạ? Nhưng mà ở tới ruột già, các anh chị thấy gần tới đoạn cuối, các anh chị thấy cái gì nè?
À đúng rồi à, cái cơ dập bên ngoài nó không được trải đều nữa mà nó sẽ tụ thành ba dải. Thật ra ngay từ đoạn trên tại cái hình vẽ này nó không chính xác lắm. Thật ra ngay từ đoạn trên là chúng ta đã thấy chia thành ba dải rồi, và ba cái dải cơ này nó tụ ngay góc ruột thừa, đúng không? Các anh chị học ngoại khoa, các anh chị vô mổ họ soi là các anh ta kiếm ngay chân cái đường dải cơ dập ta đi theo, ta đi họ tới cái góc nó tụ lại ba góc đó là ngay trên vị trí góc ruột thừa đó, đúng chưa? Như vậy thì đối với sinh lý thì nó dùng để làm gì? Như thì ba dải cơ này có chức năng gì đối với hệ thống từ hóa của chúng ta? Nó sẽ làm cho cái hệ thống ruột của anh chị ở cái đoạn giữa là các anh chị nó mỏng hơn, cái phần mất cái phần cơ dập là nó chỉ còn cơ vòng thôi, cho nên nó sẽ tạo ra những cái túi phình của đại tràng, và những cái đoạn nó phình lên như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta trữ lại phần phần nó sẽ được trữ ở đây, nó vón thành từng khối một để sau đó nó hấp thu phần nước, phần điện giải và cuối cùng nó mới thải phần ra bên ngoài. Chứ nó có những cái túi như vậy sẽ giúp chúng ta tạo phần thành từng khối, nó tạo được cái chức năng này, được chưa? Như vậy thì với cái đặc trưng của cái đoạn cơ thì chúng ta sẽ thấy là đặc trưng chung là chúng ta sẽ có hai lớp cơ là cơ dập và cơ vòng. Tuy nhiên tùy những vị trí mà chúng ta sẽ có điểm đặc biệt khác nhau. Rồi lớp thứ ba là lớp dưới niêm. Lớp dưới niêm là nơi tồn tại của tất cả các tuyến của ống tiêu hóa. Như vậy nhớ giùm tôi, bắt đầu từ đây à, chúng ta học tuyến tiêu hóa, tất cả các tuyến của hệ tiêu hóa đều là tuyến ngoại tiết và nó đều nằm ở lớp dưới niêm mạc. Và nó sẽ có một cái hệ thống ống bài xuất để nó có thể bài tiết ra bề mặt niêm mạc. Đó chính là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Các anh chị học nội tiết hết rồi, đúng không? Nội tiết là tiết trực tiếp vào máu hoặc trong dịch cơ thể. Thì trong khi tuyến ngoại tiết nó phải có ống dẫn. Và lúc này nó đang nằm ở lớp dưới niêm mạc à, và nó sẽ có một cái ống dẫn để nó thể đổ lên lớp trên cùng là lớp niêm mạc. Cho nên vai trò của lớp dưới niêm chính là bài tiết các chất, bài tiết các cái men tiêu hóa, các cái dịch tiêu hóa để tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Lớp thứ tư, lớp niêm mạc. Lớp niêm mạc là lớp phủ bên trong của hệ thống ống tiêu hóa. Nhiệm vụ của lớp niêm mạc là để làm gì? Đây là hàng rào ranh giới giữa thức ăn, dinh dưỡng, các chất mà mình ăn vào với cơ thể của mình. Vậy thì cái lớp này để làm gì các anh chị? Lớp niêm mạc. Nhiệm vụ niêm mạc ạ. Học mô phôi chưa ta? Đó mình học mô phôi chưa? Để hấp thu dưỡng chất từ ăn vào. À đúng rồi, các anh chị sẽ được học ở mô phôi. Tại sao hỏi? Tại vì các anh chị sẽ được nhìn cái biểu mô bờ bàn chải của niêm mạc ruột. Các anh chị sẽ nhìn thấy cái niêm mạc của niêm mạc ruột có hệ thống nhung mao và vi nhung mao để tham gia vào quá trình hấp thu thức ăn. Vậy thì niêm mạc chuyện đầu tiên, đây là nơi để các anh chị hấp thu thức ăn. Cho nên nếu các anh chị ăn đồ ăn cho nhiều vô, cho ngon vô, cho bổ vô, nhưng mà lớp niêm mạc của mình nó bị tổn thương, vậy thì nó ảnh hưởng đến quá trình hấp thu vào bên trong. Vậy thì nếu có một cái tổn thương nào đó nằm ở lớp niêm mạc thì nó sẽ ngăn cản quá trình hấp thu thức ăn vào trong cơ thể. Các anh chị sẽ thấy được có những người, người ta ăn rất là nhiều, ăn đồ ăn rất là bổ nhưng người ta vẫn không thể mập lên được, bởi vì các cái chất dinh dưỡng nó không vào được lớp niêm mạc, đúng không? Mừng không, khoái không? Mấy chị nữ giống tôi là khoái vô cùng khoái luôn, ăn mà không mập, ăn nhiêu cũng được, nhưng mà thật ra mà đâu có được, đúng không? Bình thường cơ thể nó sẽ hấp thu, còn những trường hợp đó là người ta gọi là bệnh rồi, đúng chưa? Thường anh chị sẽ gặp là hội chứng kém hấp thu, là những trường hợp tổn thương của niêm mạc. Nhưng chuyện thứ hai là niêm mạc còn có chức năng, ngoài chức năng hấp thu còn có chức năng thứ hai là chức năng bảo vệ. Chức năng bảo vệ của niêm mạc nó giống như là một cái hàng rào tự nhiên của cơ thể. Các anh chị học phần bạch cầu rồi thì các anh chị sẽ học đi qua tới hệ thống miễn dịch, đúng không ạ? Hệ thống miễn dịch thì mình có cái hàng rào vật lý, có hàng rào hóa học, đúng chưa? Vậy thì niêm mạc nó sẽ giúp cho các anh chị, nó là một cái hàng rào giúp các anh chị ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn vào bên trong. Thật ra cái axit trong dạ dày các anh chị, ngoài việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn, nó cũng có là một hàng rào hóa học tự nhiên để giúp cho các anh chị tiêu diệt được các vi khuẩn nằm trong thức ăn. Không có bao nhiêu vi khuẩn có thể sống được trong cái môi trường axit rất là thấp như vậy, đúng không? Con nào mà nó còn qua được cái đó là nó giỏi rồi, đúng không? Nhưng mà không sao, nó còn phía trong nữa, chúng ta còn các hệ thống khác, các hàng rào khác để bảo vệ. Tuy nhiên nó cũng cản cho chúng ta được một mớ vi khuẩn rồi. Như vậy thì niêm mạc sẽ có hai vai trò, một là hấp thu, hai là bảo vệ, được chưa? Và với một cấu trúc hình ống tiêu hóa điển hình ở ruột non, đây các anh chị nhìn lên hình ạ. Chúng ta có hệ thống ruột non với hai lớp cơ, lớp thanh mạc ở ngoài, lớp cơ dọc, lớp cơ vòng. Ở trong thì mình sẽ có lớp dưới niêm và đây là hệ thống niêm mạc với các cái nhung mao để tham gia vào quá trình hấp thu thức ăn. Rồi giới thiệu với các anh chị có hai cấu trúc mà nãy giờ
cô chưa nói, bây giờ tôi chưa nói với các anh chị. Thứ nhất, anh chị nhìn ở đây à, chúng ta sẽ thấy giữa hai lớp cơ, chúng ta có một cái hệ thống thần kinh nằm ở đây. Đó được gọi là đám rối thần kinh cơ. Đám rối này nằm ở giữa lớp cơ dọc và cơ vòng, được gọi là đám rối thần kinh cơ. Lớp thứ hai là một cái đám rối thần kinh nằm ngay vị trí lớp dưới niềm, được gọi là đám rối thần kinh dưới niềm. Vậy thì tên tiếng Việt của nó chính là cái vị trí mà nó tồn tại. Nó nằm giữa hai lớp cơ thì được gọi là đám rối thần kinh cơ. Nó nằm ở lớp dưới niềm thì được gọi là đám rối thần kinh dưới niềm, đúng không ạ? Và nguyên tắc là đám rối ở vị trí nào thì chi phối hoạt động tại vị trí đó. Vậy hỏi các anh chị, đám rối thần kinh cơ chi phối hoạt động gì? Cô là hoạt động co bóp. Hoạt động cơ, đúng không? Hoạt động cơ học của hai lớp cơ. Đám rối thần kinh dưới niêm. Cô là bài tiết và hấp thu. Đúng rồi, bài tiết thôi anh, không phải hấp thu. Hấp thu là của niêm mạc nha, bài tiết chứ không phải hấp thu. Bài tiết của các cái tuyến nằm ở lớp dưới niêm, nhớ không à? Nãy mình nói lớp dưới niêm là nơi tồn tại các cái tuyến, cho nên đám rối thần kinh này nằm ở lớp dưới niêm thì nó sẽ hỗ trợ cho quá trình điều hòa, quá trình bài tiết các tuyến niêm mạc. Và hai đám rối này là được mệnh danh là đám rối thần kinh nội tại tại ruột. Vậy thì đám rối thần kinh nội tại của ống tiêu hóa có nhiệm vụ gì? Nó sẽ điều khiển hoạt động ngay tại vị trí mà nó xuất hiện, và nó vừa có thể chịu tác động của hệ thần kinh trung ương, vừa có thể hoạt động một cách độc lập. À, độc lập là sao? Cô là hoạt động theo cơ chế tự chủ. À, nó tự nó có thể điều khiển hoạt động. Mà các anh chị sẽ có một cái bài thực tập à. Các anh chị có một cái bài, các anh chị coi video về nhu động ruột tách rời, và chúng ta cắt một đoạn ruột ra khỏi ống tiêu hóa luôn. Có nghĩa là mình cắt hoàn toàn nó ra khỏi hệ thần kinh trung ương. Và nhiệm vụ của mình là mình xem coi khi nó bị rời khỏi hệ thần kinh trung ương, không còn liên lệ gì hết, không có giao cảm, không có giao cảm gì nữa, thì nó có thể tự hoạt động được hay không, nó hoạt động được cái gì nha. Các anh chị sẽ được quan sát trong bài nhu động ruột tách rời. Rồi, vậy thì ở ruột, ở hệ tiêu hóa có một cái điểm khá là đặc biệt là nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh trung ương, nhưng nó vừa có đám rối nội tại tại vị trí ruột. Và đám rối này có khả năng hoạt động một cách tự chủ mà không chịu sự tác động của hệ thần kinh trung ương. Cho nên nhiều khi người ta hay ví von, người ta nói rằng hệ tiêu hóa hay là cái ruột của mình đó các anh chị là bộ não thứ hai. Nhiều khi mình không biết nhưng nó lại chỉ điểm mọi thứ. Tâm lý, trạng thái tình cảm của các anh chị sẽ ảnh hưởng rất là nhiều lên các đám rối thần kinh. Cho nên có những trường hợp các anh chị sẽ thấy là cái đám rối thần kinh nội tại tại ruột nó chỉ điểm cho các anh chị nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ như khi các anh chị căng thẳng à, một điểm rất là đặc biệt. Ví dụ như các anh chị căng thẳng của hệ thần kinh chẳng hạn, thì cái ruột của anh chị nó cũng sẽ đáp ứng theo. Các anh chị sẽ thấy nó sẽ khác à. Có những trường hợp nếu một số người người ta bị căng thẳng xong người ta bị đau bụng. Đó, nó vẫn có sự hoạt động của hệ thần kinh. Mặc dù có những trường hợp mà các anh chị thấy rằng có nhiều khi chính cái đám rối thần kinh nội tại có khả năng tác động trực tiếp hay quay trở lại tác động lên cả hệ thần kinh trong cơ thể của mình luôn. Có nhiều điểm rất là hay trong cái điều khiển của hệ thần kinh. Vậy thì đối với hoạt động của hệ tiêu hóa thì chúng ta có các hoạt động gì để tham gia được quá trình tiêu hóa thức ăn à? Đó, các anh chị cho tôi biết thử xem. Như để được tiêu hóa một miếng thịt gà, một miếng thịt bò, một chén cơm thì mình cần cái gì ạ? Đầu tiên bỏ vô miệng ạ. Miếng thịt bò bỏ vô miệng là làm gì các anh chị? Nhai. Người ta khái quát hơn các hoạt động mà để cho các anh chị phân nhỏ được thức ăn thì người ta gọi là hoạt động cơ học. Điển hình đầu tiên là hoạt động nhai đấy các anh chị. Rồi sau đó vô trong mình sẽ có nghiền nát, có nhào trộn gì đó phía sau, đúng không ạ? Đầu tiên là phải nhai đã. Rồi sau đó vào dạ dày. Dạ dày mình sẽ bắt đầu tiết ra. Ta gọi là hoạt động bài tiết. Tiết ra cái gì thì nữa học sau ha. Mình hiểu là hệ tiêu hóa mình sẽ tiết ra dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Rồi tiêu hóa xong thì các sau khi nó tiết ra xong hoạt động bài tiết thì các cái dịch tiêu hóa đó sẽ bắt đầu phân nhỏ thức ăn, các thức ăn, được không ạ? Đó là hoạt động gì ạ? Hoạt động gì? Các thức ăn. Tiêu hóa hay là hóa học. Rồi sau khi các anh chị cắt xong thì cơ thể các anh chị sẽ hấp thu vào bên trong, nó được gọi là hoạt động hấp thu. Như vậy chúng ta đối với các hoạt động của hệ tiêu hóa các anh chị, chúng ta có 4 hoạt động chính, gồm có hoạt động cơ học, hoạt động tiêu hóa, hoạt động bài tiết và hoạt động hấp thu. Tuy nhiên
không phải đoạn nào của ống tiêu hóa thì bốn hoạt động này đều xuất hiện với vai trò ngang nhau. Ví dụ miệng và thực quản chẳng hạn, lúc này hoạt động cơ học là chiếm ưu thế. Chúng ta có hoạt động bài tiết là bài tiết nước bọt, nhưng hoạt động tiêu hóa và hoạt động hấp thu ở miệng thì gần như rất kém, đúng không ạ? Rồi tới những phần ví dụ như ruột non chẳng hạn, tới lúc này tới ruột non rồi thì hoạt động cơ học lại không còn bao nhiêu cả, chủ yếu là chỉ cần có đẩy thức ăn đi thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta lại chủ yếu lại là hoạt động bài tiết và hấp thu nằm ở ruột non. Như vậy thì các anh chị hiểu rằng chúng ta có bốn hoạt động. Tuy nhiên lúc tôi dạy tới đoạn nào mà tôi nói hoạt động gì và tôi nói nhiều, tôi nói trọng tâm, thì các anh chị hiểu đó là hoạt động ưu thế ở đoạn đó của ống tiêu hóa. Còn nếu như tôi chỉ nói sơ qua, nói rất là nhanh, thì mình hiểu đây không phải là hoạt động chính của đoạn này, mình không cần phải tập trung nhiều vào đó, được chưa? Như vậy thì mình có bốn hoạt động, nhưng tùy vào mỗi đoạn thì chúng ta sẽ có sự hoạt động khác nhau, được chưa? Đó là hoạt động của ống tiêu hóa. Vậy chúng ta sẽ đi vào tới từng hoạt động của tiêu hóa. Và trước khi đi vào thì chúng ta sẽ nhắc chút xíu về hoạt động điện học của tế bào cơ trơn của ống tiêu hóa. Nếu ai còn nhớ mình học sinh lý tế bào rồi, các tế bào ở xa nhau ạ. Ví dụ như một đứa ở Cần Thơ, một đứa ở Đồng Tháp, đứa ở Vĩnh Long, đứa ở An Giang. Rồi làm sao các anh chị liên hệ được với nhau? Tôi là có các neuron à. Neuron thần kinh đó là đường dẫn truyền, đúng không ạ? Có nghĩa là hồi xưa là người ta gọi là đánh dây thép đó. Phải không? Đánh dây thép. Còn bây giờ cơ thể mình thì sao? Các anh chị có gì? Ngoài neuron thần kinh các anh chị còn gì? Học hết rồi. Chất truyền tin thứ hai. Hay chất truyền tin thứ nhất. Học nguyên một chương đấy ạ. Bây giờ cái vùng hạ đồi hay cái vỏ não của mình mà muốn chi phối hoạt động của da ở dưới đi, ở thận ở phía dưới đi thì làm sao? Nó tiết ra gì? Hả các anh chị? Bây giờ tuyến giáp ở cổ nè, bây giờ tôi muốn chỉ quy cho cái tim nó đập nhanh lên thì làm sao? Tuyến giáp tiết ra gì? Dạ TRH. Hormone. Dạ. Cái gì nó lại tuyến giáp tiết ra gì nó lại coi. Tuyến giáp thì tiết T3 T4. Chứ nãy mới nghe TRH luôn đó. Dạ cái đó là dùng hạ đồi coi. Hiểu ha. Rồi. Vậy thì đó là cái chất gì ạ? Bản chất của hormone là dạ. Một tín hiệu hóa học là chất truyền tin thứ mấy? Chất truyền tin thứ hai. Chất truyền tin thứ hai hả? Vậy chất truyền tin thứ nhất là gì? Hormone là chất truyền tin thứ hai hả các anh chị? Trời ơi. Đúng rồi, hormone là chất truyền tin thứ nhất. Chất truyền tin thứ hai là các tín hiệu nội bào kìa, là canxi camodulin kìa, là có AB vòng kìa, mới là tín hiệu nội bào, đúng không? Đó là những trường hợp các tế bào đứng xa nhau. Như vậy thì đối với những cái tín hiệu đứng xa nhau giống như hệ tiêu hóa của mình, nếu được nhận sự được chi phối từ hệ thần kinh trung ương chẳng hạn, từ các hệ cơ quan khác hay từ vỏ não, thì nó cũng có thông qua thứ nhất là con đường thần kinh, là nó thông qua cái hệ thần kinh giao cảm hay phó giao cảm để chúng ta có thể đến được cái hệ tiêu hóa. Thứ hai là nó sẽ thông qua cái tín hiệu là các cái hormone nội tiết, và các anh chị sẽ có những cái hormone để điều hòa nó đi từ các hệ cơ quan khác, từ hệ thần kinh trung ương, từ những cái tuyến hormone chính trong cơ thể của mình để chi phối. Cho nên học tiêu hóa nhưng sẽ vẫn được hỏi lại về thần kinh, sẽ vẫn được hỏi lại về nội tiết ha, cũng như các tế bào khác thôi, cũng như các hệ cơ quan khác thôi. Các hệ cơ quan khác cũng có sự điều hòa của hệ thần kinh và nội tiết. Rồi, nhưng riêng ở hệ tiêu hóa các anh chị, các tế bào cơ trơn của ống tiêu hóa nó đứng rất là sát nhau, và nó có một cái cách để nó liên hệ mà chúng ta đã được nói qua về cách thức liên lạc của các tế bào đứng cạnh nhau, đó là liên kết dựa vào liên kết hở. Liên kết hở, vậy thì bản chất của cái liên kết hở này các anh chị, thì nó được cấu tạo bởi một cái kênh protein. Cái kênh này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc protein thì được gọi là connection, và chúng ta có 6 cái connection nó đứng với nhau thành một vòng tròn, thì các anh chị sẽ tạo thành một cái liên kết, và người ta gọi là liên kết connection, một cấu trúc gọi là connection. Thì connection của màng tế bào bên này sẽ nối kết với connection của màng tế bào
cái bên cạnh của nó, tạo nên một cái đường tắt để các anh chị có thể thông nối tín hiệu để đi ngang qua giữa hai tế bào. Nó sẽ giúp cho mình truyền được chất dinh dưỡng nè, truyền được các tín hiệu nè, điện giải nè, đi ngang qua cái kênh liên kết hở này rất là nhanh. Các anh chị tưởng tượng giống như là mình ở hai phòng cặp vách mà tự nhiên giữa hai phòng có cái lỗ vậy đó. Vậy thì muốn đưa gì qua bên kia cái mình đưa qua cái thì xong, mình khỏi là phải mở cửa, khỏi phải đi vòng ha. Liên kết hở này liên kết truyền rất là nhanh các anh chị, nhanh hơn cả mình lan truyền qua giữa khe giữa các synapse luôn. À, lan nhìn giữa các cái hệ sinh áp của mình luôn, nó đi rất là nhanh. Và chính vì các tế bào của mình các anh chị nó có cái liên kết hở này, cho nên các tế bào cơ trơ ống tiêu hóa nó có thể co gần như cùng một lúc, bởi vì nó có những cái tín hiệu nó lan truyền như nhau. Ví dụ như các anh chị sẽ thấy là nếu như mình có một cái tín hiệu từ trong dạ dày chẳng hạn, thì nó sẽ lan truyền đi rất là xa, tùy vào cái cường độ tín hiệu. Ví dụ như nếu như các anh chị mà có một cái cường độ tín hiệu mà đủ mạnh, là thậm chí có thể từ dạ dày nó có thể lan được tới cả hậu môn trực tràng. À, đi rất là xa các anh chị, 6m, 8m là chuyện bình thường. À, cho ống tiêu hóa nó lan truyền cái tín hiệu rất là xa. Rồi, như vậy thì các cái liên kết hở này sẽ lúc những cái đoạn ống tiêu hóa có khả năng hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau, mà chủ yếu là nó thực hiện các hoạt động co cơ của ống tiêu hóa. Các anh chị sẽ thấy co từng đoạn của ống tiêu hóa. Vậy thì ở trạng thái tế bào cơ trơ ống tiêu hóa cũng có hai trạng thái, trạng thái nghỉ và trạng thái hoạt động. Với điện thế màng ở giai đoạn nghỉ thì cũng giống như tất cả các tế bào khác, là ở trạng thái phân cực, mặt trong thì âm hơn so với mặt ngoài. Còn giai đoạn hoạt động, tế bào hoạt động thì có hiện tượng khử cực diễn ra. Nhớ không ạ? Khử cực là hiện tượng đảo chiều điện thế mà nó được học trong sinh lý tế bào và cũng được nhắc lại trong sinh lý tim mạch rồi. Và điện thế màng tế bào ở giai đoạn nghỉ của tế bào cơ trơn ống tiêu hóa là từ âm 50 cho đến âm 60 mV. Điện thế này như thế nào so với điện thế nghỉ của màng tế bào thông thường các anh chị? Cao hơn. Bình thường là bao nhiêu ạ? 90. À đúng rồi. Vậy thì điện thế nghỉ của màng tế bào là âm 90 mV, nhưng ở ống tiêu hóa thì điện thế nghỉ nó cao hơn ạ, nó khoảng âm 50 cho đến âm 60. Và cái việc nó sẽ không dừng lại ở một con số là âm 50 hay âm 60 mà nó liên tục thay đổi các anh chị. Nó ở mức âm 50 cái dòng nó chuyển qua âm 60, từ âm 60 nó chuyển lại âm 50. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy là cái điện thế nó liên tục nó dao động. Mà trong giáo trình của mình á, các anh chị có một cái biểu đồ, các anh chị sẽ thấy có một cái đường vẽ để các anh chị ghi lại các cái sóng hoạt động cơ học của ống tiêu hóa đó các anh chị. Thì cái hiện tượng mà mình giai đổi điện thế từ âm 50 xuống âm 60, các anh chị sẽ nhìn thấy nó được dao động như dạng hình sin. Các anh chị sẽ thấy được vẽ giống như dạng hình sin trên cái biểu đồ của mình. Khi tế bào hoạt động thì cái ngưỡng khử cực của nó cũng cao ạ. Ngưỡng khử cực của nó là âm 40 mV. Và đương nhiên nếu điện thế của màng tế bào đang ở ngưỡng âm 50 thì nó khử cực dễ hơn so với cái ngưỡng âm 60. Đúng không ạ? Bởi vì khoảng cách chỉ khoảng 10 mV thì nó dễ khử cực hơn. Cho nên khi tế bào hoạt động hay tế bào khử cực thì chỉ xuất hiện ở trạng thái âm 50. Hay trên hình là các anh chị sẽ thấy là nó chỉ xuất hiện ở trên đỉnh thôi, đỉnh của cái hình sin thôi, chứ không bao giờ xuất hiện ở phần đáy, biểu thị bằng những cái gạch dọc mà biểu hiện hiện tượng khử cực của ống tiêu hóa đấy, thì nó sẽ xuất hiện trên đỉnh của các hành sinh mà thôi. Và nó tạo nên một cái sóng trên ống tiêu hóa, người ta gọi đó là sóng chậm của ống tiêu hóa. Tần số xuất hiện của sóng chậm là khoảng 3 đến 12 lần trên một phút, trong khi tới hiện tượng của sóng nhỏ là khoảng 1 đến 10 lần trên một giây, nó nhanh hơn rất là nhiều. Và nó tạo nên một cái nhịp điệu căn bản trên ống tiêu hóa. Cái nhịp điệu này được tạo ra là do sự dao động điện thế ở ngưỡng âm 50 và âm 60 mV liên tục theo động theo dạng hình sin. Nó sẽ tạo làm cho điện thế của trong tế bào liên tục thay đổi. Tuy nhiên khi các anh chị nhìn bên ngoài, các anh chị sẽ thấy là cái ống tiêu hóa của mình nó không có hiện tượng co cơ, không có gì thay đổi cả. Nhưng bên trong thì các tế bào nó liên tục thay đổi về mặt điện thế. Rồi hiện tượng thay đổi này nó giống tương tự như các anh chị sẽ nhìn thấy trong các anh chị nhìn trên mặt biển anh vậy. Khi một giai đoạn mà biển nó yên bình, nó không có sóng gì cả, nhưng mà nước ở bên dưới nó luôn luôn nó chuyển động, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị nhìn lên cái đoạn ruột, các anh chị thấy nó cũng nằm im lìm, nó không thay đổi gì hết. Nhưng thật sự là bên trong của nó có sự dao động, đúng không ạ? Cơ chế của cái chuyện chênh lệch điện thế đó là do sự hoạt động của bơm Na cộng K cộng ATP base. Và cái hiện tượng khử cực thì người ta đang nghiên cứu và người ta nghĩ nhiều là do hiện tượng mở kênh canxi gây ra hiện tượng thay đổi và gây ra hiện tượng khử cực trên tế bào cơ trơn của ống tiêu hóa. Vậy thì cái hiện tượng dao động nó tạo nên cái gì đây? Những cái dao động sóng chậm tạo nên một cái hình sin đó.
thì nó tạo nên một cái nhịp điệu căn bản cho ống tiêu hóa, và đồng thời nó sẽ điều khiển cái thời điểm nào mà hiện tượng khử cực hay điện thế động có thể xuất hiện. Tại sao gọi là nó điều khiển? Bởi vì điện thế động hay hiện tượng khử cực chỉ có thể xuất hiện trên đỉnh của nó mà thôi, trên đỉnh của sóng chậm mà thôi, chứ không thể nào xuất hiện ở vùng đáy. Cho nên chỉ khi nào xuất hiện cái đỉnh đó thì mới có khả năng gây ra hiện tượng khử cực của ống tiêu hóa. Trong khi hiện tượng khử cực sẽ gây ra hiện tượng co cơ. Như vậy thì các anh chị hiểu rằng nếu một cái ống tiêu hóa bình thường, các anh chị thấy nó im lìm, nó không thay đổi, không co bóp gì hết, thì trong tế bào nó vẫn có sự dao động điện thế âm 50, âm 60, âm 50, âm 60. Khi nào nó có hiện tượng khử cực? Khi nó đạt ngưỡng âm 40 trở lên thì sau đó có hiện tượng co cơ. Các anh chị nhìn thấy ống tiêu hóa là các anh chị thấy có hiện tượng co hắt, thì đó là hiện tượng khử cực của ống tiêu hóa. Cái tính chất của điện thế động của chị của sóng chậm là các anh chị sẽ thấy nó lan rất là xa, tuy nhiên cái nhưng mà nó sẽ quyết định, nó chỉ quyết định nhịp điệu thôi chứ nó không gây ra co cơ. Trong khi sóng nhọn các anh chị sẽ thấy nó chỉ lan một đoạn rất là ngắn, chỉ vài mm thôi, nhưng gây ra hiện tượng co thắt cho ống tiêu hóa của mình, gây ra hiện tượng co thắt trên cơ. Đó là hoạt động về cơ trơn của ống tiêu hóa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoạt động cơ học. Bây giờ các anh chị nhìn lên hình ạ. Nhiệm vụ chính của hoạt động cơ học là thứ nhất là để di chuyển và thứ hai là để nhào trộn thức ăn là chính. Ngoài việc nghiền nhát thức ăn là chỉ riêng của viền của phần nhai thôi, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị nhìn hình, các anh chị sẽ thấy là hiện tượng co thắt của các khớp cơ nó sẽ giúp thức ăn của mình di chuyển, đúng không ạ? Rồi vậy chúng ta sẽ xem coi chúng ta nhào trộn như thế nào. Bây giờ tôi có hai hình thức co cơ, tôi cần các anh chị nhìn lên trên slide, các anh chị xem phần mô phỏng của hai hình thức cơ học của ống tiêu hóa, đó là co liên tục và co ngắt quãng. Chuyện thứ nhất, chúng ta có hai hoạt động cơ học, đó là co liên tục và co ngắt quãng. Nhớ giùm tôi cái tên, bởi vì thường các anh chị rất hay nhầm hai hình thức co cơ học của ống tiêu hóa là nhu động và phản nhu động. Sai rồi, nhu động và phản nhu động thuộc cùng một nhóm co liên tục, vì hai cái này nó có một cái tính chất chung. Chúc mình sẽ hỏi co ngắt quãng là nó có tính chất riêng của nó, cho nên chúng ta có hai hình thức co cơ học. Nhớ giùm tôi cái tên nè, co liên tục và co ngắt quãng. Rồi bây giờ hãy cho tôi biết hình thức co nào dùng cả hai lớp cơ, và hình mỗi hình thức hãy cho tôi biết xem hình thức đó dùng lớp cơ nào. Co liên tục à, chúng ta sử dụng lớp cơ nào để thực hiện? Là cơ liên tục là cơ vòng và cơ dọc, cả cơ dọc và cơ vòng, đúng mà phối hợp với nhau mới tạo nên cái hiện động vừa co thắt vừa đẩy đi. Rồi co ngắt quãng à, co ngắt quãng gì có cơ vòng gì đó. Đúng rồi, chính xác, co ngắt quãng chỉ dùng cơ vòng, đúng không ạ? Vậy thì tính chất chung của co liên tục là sử dụng cả hai lớp cơ để giúp thức ăn di chuyển theo chiều dọc, đi tới thì gọi nhu động, mà lỡ mà đi không tới được, đi lùi thì người ta gọi là phản nhu động. Sao nó đi lùi vậy các anh chị? Sao tự nhiên đẩy không đi tới mà đi ngược lại? Cái đoạn tới nó đẩy mà đẩy không được, đẩy không qua thì nó bị đẩy ngược lại, đúng chưa? Ví dụ như mình có tâm vị nè, mình có môn vị nè, mình có van hồi minh tràng nè, đúng không? Mình có rất là nhiều cái vị trí, cái đoạn gấp, những cái cơ thắt mà, cho nên khi mình đẩy tới mà đẩy không qua được, đẩy ngược lại thì người ta gọi là phản nhu động. Vậy nhớ giùm tôi, nhu động phản nhu động cùng một nhóm, đó là nhóm co liên tục, do nó cùng sử dụng cả cơ dọc và cơ vòng. Nhiệm vụ là đẩy thức ăn theo chiều dọc, theo chiều dọc thôi, còn cái hướng của nó thì tùy. Nhu động sẽ là hướng đi tới, phản nhu động là hướng đi ngược, được chưa? Đó là điểm thứ nhất. Điểm lưu ý thứ hai, nhu động của hệ tiêu hóa sẽ được kích thích bởi sự căng thành, có nghĩa là khi các anh chị ăn vào căng ra thì nó sẽ có kích thích lên nhu động của ống tiêu hóa. Sự đụng chạm cho nên đó là cơ sở mà tại sao mà những trường hợp mà bệnh nhân bị táo bón hoặc bệnh nhân bị chướng bụng, bệnh nhân không đi cầu được thì mình sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân xoa bụng, đúng không? Là mình kích thích lên hệ tiêu hóa, mình kích thích lên nhu động thì nó sẽ làm kích thích cái nhu động của mình. Rồi thứ hai là mình sẽ thấy là nhu động của mình bị kích thích bởi hệ thần kinh phó giao cảm. Phó giao cảm là sao các anh chị? Nếu các anh chị học thì các hệ cơ quan khác đều được kích thích bởi hệ giao cảm. Ví dụ như hệ giao cảm sẽ làm tim các anh chị đập nhanh hơn, thở các anh chị hô hấp mạnh hơn, thận các anh chị hoạt động mạnh hơn, thì hệ tiêu hóa
đối với hệ tiêu hóa, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị ức chế. Nhớ nha, ngược nha các anh chị, ngược lại so với các hệ cơ quan khác. Hệ phó giao cảm sẽ gây kích thích trên hệ tiêu hóa, trong khi hệ giao cảm sẽ gây hiện tượng ức chế. Cho nên đây là cơ sở tại sao mà khi người ta, ông bà ta thường hay nói câu căng da bụng thì nó sẽ trùng da mắt. Đúng không à? Tại sao trùng da mắt vậy? Bởi vì hệ phó giao cảm của anh chị sẽ được hoạt động. À, thì nó sẽ dẫn đến các anh chị rơi vào trạng thái nghỉ ngơi để máu có thể tập trung về hệ tiêu hóa, có thể hệ tiêu hóa tăng cường vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Đừng bao giờ nói với tôi là em sẽ cố gắng ăn thật no, em lấy sức để em tối nay em học bài sinh lý. Sau khi ăn no, sau khi lấy sức thì con mắt nó cũng không có chịu mở ra để học đâu ha. Rồi, nó sẽ bị kích thích khi có cảm xúc mạnh. À, khi các anh chị có cái gì đó cảm xúc mạnh thì nhu động của hệ tiêu hóa của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo ha, nhớ điểm này nha. Rồi, hiện tượng con ngắt quãng thì sao? Con ngắt quãng là chỉ cùng cơ vòng thôi, và nhiệm vụ của nó là giúp chúng ta nhào trộn. Nếu nhiệm vụ chủ yếu của con liên tục là đẩy di chuyển à, thì nhiệm vụ của con ngắt quãng là các anh chị sẽ thấy là từng đoạn của ống tiêu hóa, là các anh chị thấy không ạ? Chúng ta sẽ thắt lại. Ví dụ như đoạn này ở phía trên nè, lúc giai đoạn thời gian đầu tiên nó thắt ở đây, nó đẩy thức ăn vào chỗ này. Nhưng mà đến một chút sau ạ, vài giây sau ạ, nó thắt ở giữa chỗ này. Thì lúc này cái đoạn nó đang nhào ở đây, cái nó đẩy qua hai bên. Như vậy cứ mỗi lần như vậy các anh chị, nó sẽ đẩy thức ăn từ đoạn nhào trộn với nhau. Nhưng mà cứ như vậy thì nó sẽ làm cho thức ăn của mình được nhào trộn rất là kỹ với các cái dịch trong ống tiêu hóa. Như vậy sẽ giúp cho mình có một cái chuyển động, nó chuyển động nhào trộn bên trong từng đoạn của ống tiêu hóa luôn, để giúp mình thực hiện quá trình tiêu hóa thức ăn. Đó là hiện tượng co ngắt quãng. Vậy nhắc lại hai hiện tượng cơ học của ống tiêu hóa, đó là co liên tục và co ngắt quãng nha. Nhu động và phản nhu động là cùng một nhóm với co liên tục, chứ không có chơi tách riêng của nó ra. Rồi, hoạt động bài tiết thì sao? Chúng ta có thể bài tiết các tế bào, các tuyến, các biểu mô, thành phần gồm có nước, ion, enzyme, chất nhầy để bảo vệ, bôi trơn và tiêu hóa thức ăn. Và tương tự, hoạt động bài tiết cũng sẽ được điều hòa bởi hai cơ chế thần kinh và thể dịch. À, học bài tiết hệ tiêu hóa dễ không? Quá dễ luôn. Tại sao? Tại sao cô Sâm dạy thành phần bài hệ thống bài tiết của hệ tiêu hóa dễ dữ vậy chàng? Tự phải hoành tráng enzyme đường dữ dữ lắm chứ. Sao vậy? Vô. À, đây là phần đại cương ha. Chỉ giới thiệu các anh chị nguyên tắc chung của nó thôi. Khi nào từng đoạn của ống tiêu hóa thì chúng ta sẽ tự học xem à, dạ dày thì tiết cái gì, ruột non tiết gì, mật tiết gì, tỳ tiết gì ha. Từng cái đi từng đoạn rồi chúng ta sẽ đi cụ thể từng cái, nên chính là ở đây chúng ta chỉ nói chung thôi. Rồi, hoạt động hóa học hay còn gọi là hoạt động tiêu hóa của thức ăn. Các anh chị nhớ giùm tôi nguyên tắc chung nhất dành cho hoạt động tiêu hóa, dành cho hoạt động tiêu hóa thức ăn. Vậy thì đối với dạ dày, tôi không biết là nó nhập vô cái gì, các anh chị cho đầu vào nó là cái gì, thì nó sẽ cắt cho đến khi nào được đơn vị nhỏ nhất của cái đó thì thôi. Nếu các anh chị nhập vào là protein, thịt gà, thịt bò, thịt vịt, thịt heo, thịt gì không biết, nó sẽ cắt đến khi nào các anh chị nhìn thấy được acid amin. Nếu các anh chị nhập vào là acid béo, ở là mỡ, là các loại chất béo, nó sẽ cắt đến khi nào các anh chị nhìn thấy được glycerol và acid béo thì thôi. Các anh chị nhập vào là tinh bột, các anh chị có thể là cơm, là bún, là phở, là bánh mì, là nhiều thứ khác, đúng không ạ? Mà nó sẽ cắt đến khi nào các anh chị nhìn thấy được đường đơn thì thôi. Đường đơn mình có thể là luco, có thể là manto, có thể là fructo gì đó, nhưng mà đa số là luco là nhiều nhất, thì các anh chị sẽ cắt. Cho nên mình hiểu rằng à, cái thứ mình nhập vào thì nó sẽ cắt đến khi nào được cái đơn vị. Cho nên khi mà mình học thì mình thấy đến khi nào mà mình thấy cái đơn vị nhỏ nhất của nó là mình biết nó sẽ được hấp thu. Còn chưa tới có nghĩa là chưa được hấp thu, nghĩa là nó vẫn còn đâu đó trong hệ tiêu hóa mà thôi, chứ nó chưa được vào bên trong hệ thống máu. Muốn vào máu phải là đơn vị nhỏ nhất. Và nguyên tắc thứ hai là các anh chị sẽ thấy chính vì cái chuyện này cho nên thức ăn của anh chị càng đơn giản thì hấp thu sẽ càng nhanh, đúng không ạ? Nó càng đỡ thời gian phân cắt. Ví dụ như đang hạ đường huyết thì nên uống trà đường hay nên ăn phở bò? Trà đường. Tại vì nó không có dầu mỡ, nó dễ hấp thu. Dầu mỡ hả?
Còn như được, hôm nay đường có đường hấp thu không liền. Có đường không? Đúng rồi, theo nguyên tắc là mình sẽ hiểu rằng mình giờ mình chưa học, mình chưa biết mấy kia tốt bao nhiêu thời gian, nhưng mình biết nó đường đơn, chắc chắn nó sẽ vào nhanh hơn so với cái kia. Cái kia nó còn phải qua một cái bước nào đó, nó đi chuyển cái đống đó thành đường đơn, thịt bò nó phải chuyển thành axit amin, rồi từ axit amin nó lại hấp thu vào bên trong, rồi nó lại chuyển thành năng lượng nữa, nó còn đi một đoạn nữa, đúng chưa? Vậy mình phải hiểu được khi nào mình cần cái gì. Vậy thì khi các anh chị uống những cái sản phẩm mà liên quan tới đường đơn, ví dụ như nước ngọt nè, trà sữa nè, mình sẽ thấy là phần đường nó sẽ được hấp thu rất là nhanh, nó sẽ làm cho đường huyết của mình tăng rất là nhanh. Nhưng mà bù lại với nó sẽ có những cái trường hợp, ví dụ như các anh chị có bao giờ gặp những trường hợp là những người người ta ăn sáng xong, là ăn xong thì khoảng tới 9-10 giờ là người ta sẽ bắt đầu hạ đường huyết, ăn xong khoảng 1 tiếng đồng hồ là bắt đầu ta hạ đường huyết. Còn hạ không ăn thì thôi, ta nhịn đói luôn người ta không sao. Nhưng mà người ta ăn vào thì tới khoảng 1 tiếng sau ta bắt đầu hạ đường huyết. Có biết tại sao không? Đúng rồi, đó là do khi cơ thể mình tăng lượng đường trong máu, các anh chị thì insulin sẽ được kích thích. Có những trường hợp tuyến tụy các anh chị bị kích thích quá mức, tiết ra lượng insulin nhiều hơn so với cần thiết, thì nó sẽ làm cho mình hạ đường huyết, đúng chưa? Như vậy thì nhớ giùm tôi, hoạt động của hệ tiêu hóa là chúng ta sẽ cắt làm sao. Các anh chị thấy tới đường đơn là coi như chúng ta hiểu là xong tiêu hóa rồi, chuẩn bị được hấp thu, được chưa? Ha. Hấp thu thì sao? Tùy vào cái dạng chất đó là cái gì, nó sẽ được hấp thu vào trong biểu mô. Đa số là chúng ta sẽ hấp thu ở biểu mô ruột đó các anh chị. Phần hấp thu chính là nằm ở niêm mạc ruột non, ở hệ thống nhung mao và vi nhung mao. Tuy nhiên có một số thứ, ví dụ như các anh chị ăn những cái chất đơn giản, ví dụ như đường chẳng hạn, thì nó có thể hấp thu ở đoạn sớm hơn. Ví dụ như mình hấp thu từ ngay từ dạ dày chẳng hạn, ha, là mình sẽ được hấp thu ở một số dưỡng chất đặc biệt. Ví dụ như ở dạ dày mình sẽ được hấp thu một vài chất, không phải là chính, nhưng mà những chất đơn giản thì chúng ta sẽ được dễ hấp thu hơn. Rồi, đó là bốn hoạt động chính của hệ tiêu hóa của chúng ta. Để điều hòa thì chúng ta có hai hệ thống . Thứ nhất là cơ chế thần kinh. Thì như các anh chị nãy mới nói các anh chị, thì chúng ta sẽ có hai hệ thống thần kinh cùng song song để điều hòa hoạt động của hệ tiêu hóa. Đó là hai đám rối thần kinh nội tại tại ruột, đó là đám rối thần kinh Meissner và đám rối thần kinh Auerbach, hay tên tiếng Việt là đám rối thần kinh cơ và đám rối thần kinh dưới niềm. Rồi, về hệ thần kinh trung ương, các anh chị có hệ giao cảm và hệ phó giao cảm. Hệ phó giao cảm sẽ điều khiển hệ tiêu hóa ở đoạn C2 đến C4 và đi thông qua dây thần kinh 10. Còn hệ giao cảm thì nó sẽ đi thông qua T5 và L2. Nó đi hai đoạn khác nhau các anh chị. T5 anh L2 chắc biết mà hả? T5 là gì các anh chị? Đúng rồi, chính xác. Ngực 5 thắt lưng 2 này học hồn nghe. Nữa học cái chuyện đó hình ảnh là bị hỏi nữa đó. À, những kiến thức mà mình tưởng là không biết giải phẫu dạy để làm gì là biết một hồi nữa sẽ bị hỏi ha, những cái môn khác nó sẽ hỏi thôi. Rồi, chúng ta có các trung tâm tiêu hóa, các anh chị học thần kinh rồi, phần này chúng ta sẽ rất là dễ. Chúng ta sẽ có vỏ não là nơi cao nhất để điều khiển các hoạt động có ý thức, vùng hạ đồi là nơi cao nhất của những hoạt động không ý thức, đúng không ạ? Và các trung tâm thấp hơn là ở vùng thân não. Vậy thì trung tâm nhai, trung tâm nuốt và trung tâm vị giác sẽ nằm ở vùng thân não, nằm phía dưới . Để chúng ta điều khiển được hoạt động của hệ tiêu hóa thì chúng ta thông qua cái trung tâm cao nhất của vùng hạ đồi là trung tâm đói. Và trung tâm đói này có một điểm rất là đặc biệt các anh chị. Trung tâm đói này nó chỉ nhạy cảm với nồng độ gluco trong máu. Nó chỉ biết là đường trong máu đang cao hay thấp thôi. Nó chả quan tâm là cái dạ dày của anh chị đang trống hay là đang đầy. Như thì chuyện này nó sẽ ra chuyện gì? Ví dụ như có một bữa nào đó tự nhiên cái mình ở, mình học quá trời rồi, mình quá trời say mê, hay thầy cô dạy hoài không cho mình về, mình không ăn cơm được, vậy đường huyết của anh chị tụt, gluco máu tụt xuống. Trung tâm đó các anh chị sẽ được kích thích. Khi các anh chị được kích thích thì khi mình được ra cho ăn mình ăn hết một dĩa cơm rồi xong mà mình còn thấy đói, mình kêu thêm một dĩa nữa. Có bao giờ gặp vậy không? Bình thường ăn dĩa một là no rồi, nhưng có những bữa đói quá ăn lần không đã, ăn thêm nữa mới đợi, ăn hồi là le lưỡi luôn, là dạ dày chịu không nổi. Vậy thì tại sao vậy? Tại sao mà tôi ăn đã hết một dĩa cơm rồi mà tôi vẫn còn chưa thấy đã? Có phải là tại tôi nhịn đói quá lâu không? Bù lại cái lượng đã xài, tại đường tụt to quá, phải không? Cái gì đó, nó thôi thúc mình vậy? Cái gì nó điều khiển mình đó? Cái gì mà nó làm cho mình kêu kệ xả ăn đi, đói quá rồi?
chính là trung tâm đói. Khi các anh chị ăn mà các anh chị ăn với tốc độ nhanh đó các anh chị, cái hệ tiêu hóa của mình nó hoạt động chưa kịp để nó hấp thu được cái lượng dinh dưỡng từ trong cái thức ăn, thì cái lượng anh chị nằm ở mi vậy tắt giùm. Rồi các anh chị sẽ thấy là cái đường trong máu của mình vẫn còn thấp. Như vậy thì khi cái đường trong máu vẫn thấp á các anh chị, khi mình ăn cái dạ dày mình nó đầy rồi nhưng đường trong máu vẫn thấp thì trung tâm đó các anh chị sẽ vẫn được kích thích. Vậy thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là chúng ta ăn nhiều hơn so với cái nhu cầu. Cho nên đó là lý do tại sao mà thường người ta kêu mình không nên để quá đói. Và khi ăn mình để quá đói thì cái trung tâm đó nó điều khiển mình sẽ ăn nhiều hơn so với bình thường. Các chị sẽ thấy rất rõ ràng khi hôm nào mình đi siêu thị với một cái bụng đói. Bữa nào chị anh chị thử coi, đi siêu thị với một cái bụng đói, các anh chị sẽ thấy là ôi trời sao hôm nay thấy cái đồ ăn này nó ngon, ôi trời sao cái bánh này thấy nó hấp dẫn dữ ta. Thấy không à, có thấy thì nó không, có thấy mình đi chơi mình đi siêu thị mà mình để mình rụng đói, mình sẽ có cái xu hướng mình mua nhiều hơn bình thường. Và thường là mình hay nhắm tới đồ ăn mình mua chứ mình không có để ý tới mấy thứ khác ha. Chính trung tâm đó đang điều khiển chúng ta đó nha, cho nên nhớ nha, sau này chuẩn bị đi siêu thị nhé, ăn no bụng hãy vô siêu thị nha, chứ không thôi để bụng đói là chết. Rồi vỏ não thì sao ạ? Nó sẽ là trung tâm cao nhất, nó sẽ điều khiển các anh chị thông qua các cái phản, trong qua các hoạt động có ý thức. Ví dụ như đang đói rã ruột đi siêu thị ra mua một đống đồ ăn, sau khi lựa được một đống đồ ăn, cái tự nhiên cái vỏ não nó ý thức là ôi bữa nay cuối tháng rồi, hết tiền rồi, thấy nhiều hồi không có tiền trả thì sao ạ? Thì tự động mình phải thay đổi hành vi thôi, đúng không ạ? Như vậy thì cái đó là vỏ não nó điều khiển thông qua cái ý thức của bản thân để thông qua các phản xạ có điều kiện. Thật ra là trong tiêu hóa cũng vậy, dùng ý thức để các anh chị có thể khống chế được việc rồi mình ăn cái gì và ăn bao nhiêu, đó là do cái vỏ não của mình mà khống chế. Rồi về hormone hệ thể dục thì chúng ta có các hormone liên quan chung với hệ tiêu hóa, đó là adrenaline là insulin và glucagon. Các anh chị sẽ được nhắc lại về các hormone chung này. Tuy nhiên mình sẽ còn các cái hormone riêng của hệ tiêu hóa, đó là các hormone như gastrin, như là cholecystokinin hay còn gọi là CCK. Chúng ta có secretin, chúng ta có GIP, chúng ta có motilin và chúng ta có somatostatin. Tùy từng đoạn của ống tiêu hóa mà chúng ta sẽ học là hormone nào và tác dụng ra sao trên từng đoạn của ống tiêu hóa các anh chị. Rồi đó là phần đại cương ạ. Đó là phần đại cương của hệ tiêu hóa. Chúng ta sẽ tiếp chút xíu liên quan tới phần tiêu hóa của miệng và thực quản các anh chị. Tiêu hóa miệng thực quản nhanh lắm. Rồi vậy thì chúng ta có bốn hoạt động chức năng của hệ tiêu hóa. Vậy tôi đố các anh chị, ở miệng và thực quản thì hoạt động nào sẽ là hoạt động chiếm ưu thế? Cô là nhai à? Nhai thôi à? Miệng cứ hàm này nhai nuốt cô. Nhai phải có nuốt nữa, đúng nuốt. Rồi mà chúng ta đó là hoạt động gì? Đó là hoạt động cơ học, đúng không ạ? Nhai và nuốt. Rồi gì nữa không các anh chị? Gì nữa? Ở miệng còn gì nữa? Con hóa học, trao đổi nhai. Hoạt động gì? Hoạt động bài tiết cơ. Nãy giờ kể tên rồi nha. Nhai và nuốt là cơ học đó. Rồi tới gì nữa? Còn một đống bài tiết. Hóa học. Bài tiết. Mà cụ thể đây là bài tiết nước bọt. Có tiêu hóa không? Có hấp thu không? Thức ăn ở trong miệng của mình có bị tiêu hóa không? Có cô. Có mà rất ít, do mình chỉ có một men duy nhất và tiêu hóa thành phần rất là kém. Thời gian thức ăn mà trữ trong thực quản cũng không có lâu. Mình thật ra mình chỉ nhai trong vòng một vài giây thôi là mình nuốt rồi, đúng không ạ? Cho nên nó sẽ không ở trong miệng quá lâu. Cho nên phần tiêu hóa ở trong miệng là rất kém. Có hấp thu không? Có. Hấp thu gì? Đường thì không, bây giờ đi ra pha một ly nước đường rồi ngậm trong miệng nha. Amila thì hoạt động tiêu hóa tôi đã nói rồi, nó có tham gia một chút xíu tiêu hóa tinh bột ở đây. Nhưng mà tôi hỏi có hấp thu không, là có đi vào máu không? Dạ không, không có rồi. Không có ha, lưu ý ở phần miệng và thực quản là không có hiện tượng hấp thu nha. Vậy thì mình sẽ thấy là ở một số trường hợp là mình thấy người ta đặt cái thuốc ở dưới lưỡi, có thấy không? Trong phòng cấp cứu các anh chị, mình ta đặt thuốc đặc biệt là thuốc hạ huyết áp, là người ta rất là hay đặt ở dưới lưỡi. Vậy có phải gọi là hấp thu không? Vậy có tính hấp thu không? Vậy cơ chế của đó là gì hả chị? Cô là
nó làm cho chậm thuốc chậm. À đúng rồi, nó dựa vào hiện tượng là ở dưới lưỡi mình có hệ thống bao mạch rất là phong phú, đúng không ạ? Cho nên khi mình đặt viên thuốc vào đó, viên thuốc tan, nó sẽ ngấm trực tiếp vào hệ thống bao mạch để nó đi vào máu, chứ đây không gọi là hiện tượng hấp thu của ống tiêu hóa. Cái này nó tương đương giống như các anh chị dùng đường dùng của việc dùng thuốc hạ sốt ở trẻ em á các anh chị nhét hậu môn á, nó cũng lợi dụng cái niêm mạc trực tràng để nó có thể hấp thu vào trong máu, chứ nó không phải là hoạt động hấp thu của hệ tiêu hóa, nhớ nha. Như vậy thì chỉ có hai hoạt động chính ở đây là chúng ta có hoạt động cơ học và cụ thể là nhai và nuốt. Hoạt động thứ hai là hoạt động bài tiết và bài tiết nước bọt. Rồi, nhai là sự hoạt động của hai hàm, một hàm di động, một hàm cố định. Hàm nào di động các anh chị? Hàm dưới di động. À, hàm dưới di động và hàm trên cố định với sự hoạt động của 32 cái răng, đúng không ạ? Chúng ta thực hiện vai trò để chúng ta có thể được vị thứ nhất, nghiền nát thức ăn. Việc nghiền nát thức ăn này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho hệ tiêu hóa nha các anh chị. Vị thức ăn càng nhỏ thì hệ tiêu hóa càng đỡ vất vả. Cho nên những trường hợp mà các anh chị ăn quá nhanh, các anh chị nhai sơ sơ, dạng là sơ sơ tống giam đó, thì dạ dày của các anh chị làm việc rất là mệt mỏi ha. Để hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa thì nên nhai kỹ ha, nhai chậm thôi, nhai kỹ để tham gia vào quá trình nghiền nát thức ăn. Và đặc biệt là các anh chị nhớ dùm liên quan tới cellulo. Cellulo có ở đâu các anh chị? Cellulo là gì? Có trong rau. À, trong rau, củ quả, trong các vỏ trái cây, vỏ hạt, đúng không? Thì hệ tiêu hóa của mình tuy rất dài, có rất nhiều men, thậm chí có tới axit luôn, nhưng nó lại không làm gì được cellulo. Cụ thể là các anh chị thấy hôm nào mà các anh chị lỡ mà các anh chị nuốt cái hộp gì đó, à, hạt dưa nè, hạt hướng dương, à, hoặc là hạt sơ ri lỡ nuốt chín, à, thì sao? Ngày hôm sau các anh chị sẽ nhìn thấy nguyên cái hộp nó đi ra, đúng không ạ? Không làm gì được trong hệ tiêu hóa cả, đúng chưa? Vậy thì các anh chị nhớ giùm tôi, cái vỏ cellulo rất là khó tiêu hóa, đặc biệt các men của chúng ta là không có hệ thống men nào có khả năng được tiêu hóa được cellulo, không có giống như các loài động vật ha. Không có giống như các loài động vật ăn cỏ là tiêu hóa được cellulo nha, chúng ta không làm được chuyện đó, cho nên chúng ta phải cần hiện tượng nhai nát phá vỡ lớp vỏ cellulo để chúng ta có thể lấy được dinh dưỡng bên trong. Thứ hai là khi các anh chị nhai sẽ giúp các anh chị nhào trộn thức ăn và giúp nó trơn láng, và cuối cùng là tăng diện tích để nó có thể trộn vượt các dịch tiêu hóa bên trong. Các anh chị nhai càng kỹ thì tiêu hóa nó sẽ càng nhanh và càng nhẹ hơn. Với sự chi phối của dây năm mặt, hệ lưới, vùng hạ đồi và vỏ não sẽ có trung tâm nhai nằm ở vùng hành não. Cho nên nếu mình có cái tổn thương nào ở vùng này sẽ mình sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nhai, nhai sẽ mất khả năng nhai. Hoạt động thứ hai là hoạt động nuốt ạ. Nuốt phức tạp các anh chị. Đồ ăn đưa vô, ực cái. Trời ơi, vậy mà cô cũng dạy nữa. Nuốt mệt không? Thấy vậy chứ sinh lý chia phần nuốt, ực cái của các anh chị ra làm 3 giai đoạn nha. Giai đoạn 1 là giai đoạn miệng. Là khi thức ăn các anh chị nhai xong hết rồi, các anh chị đưa vào đáy lưỡi, các anh chị đưa nó ngay ngã ba hồng hồng, chuẩn bị đó là chuẩn bị nuốt, đây gọi là giai đoạn miệng. Sau đó thức ăn trôi qua vùng ngã ba hồng hồng, giai đoạn này thì nắp thanh môn các anh chị tạm thời đóng lại để cản thức ăn không đi vào được khí quản, để cho thức ăn đi trôi qua vùng ngã ba hồng hồng, giai đoạn này tạm thời mình ngưng thở, kéo dài khoảng 1 đến 2 giây thôi ạ, và đây được gọi là giai đoạn hồng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thực quản, là giai đoạn thức ăn nó trôi trong thực quản để đi xuống tới dạ dày. Nó xuất hiện nhờ các sóng nhu động các anh chị. Khi thức ăn có trong thực quản là tự động sẽ xuất hiện nhu động đẩy xuống. Đẩy một lần hết thì thôi ạ, không hết nếu còn thức ăn, còn căng thành thực quản là tiếp tục nó đẩy tiếp. Như vậy thì các anh chị lưu ý rằng dùm trong ba giai đoạn của giai đoạn nuốt thì chỉ có giai đoạn duy nhất là giai đoạn miệng là có ý thức. Hay nói cách khác, nhai xong rồi đưa thức ăn vô chuẩn bị nuốt, mà lỡ mà nó nói gì mày ăn cái này mày nợ tao 2 tỷ, mày ăn cái này là mày nợ tao, mình nuốt cái này xong em phải đồng ý làm vợ anh, thì có thể thay đổi ý định được. Nhưng chỉ cần đợi 1-2 giây thôi à, sau khi nó trôi tới giai đoạn hầu đi ngang ngắt thanh môn rồi, mà ở nam mình nhìn rất là dễ các anh chị, nó nhìn thấy cái trái cổ nó di chuyển mà nó qua rồi à, thì lúc này có muốn cũng không làm gì được các anh chị, vô tới thực quản rồi là thua nha. Như vậy thì hai giai đoạn sau là hai giai đoạn không điều khiển được, nó thực hiện thông qua một cái cung phản xạ, người ta gọi là cung phản xạ nuốt. Nếu khi có tín hiệu từ vùng miệng và hầu, nó sẽ có dây 5 cảm giác và dây 9 đưa về trung tâm ở vùng hành và cầu não của trung tâm nuốt.
sau đó nó sẽ cho dây dây năm mặt, dây chín, dây 10 và dây 12 để điều khiển các cái cơ vùng lưỡi, vùng hầu, vùng thực quản để gây ra hiện tượng nuốt, để từ đó chúng ta có thể nuốt thức ăn từ trên miệng, từ trên miệng đi qua vùng thực quản. Có một cái điểm các anh chị lưu ý giùm tôi, đó là cái hiện tượng các cái sóng nhu động của vùng thực quản nó sẽ được kiểm soát bởi hệ thần kinh trung ương là dây 9, dây 10, và hệ thần kinh nội tại là đám rối thần kinh cơ hay đám rối Auerbach ở vùng thực quản. Như vậy nếu hỏi đám rối thần kinh Auerbach bắt đầu chi phối hoạt động từ đâu thì chúng ta phải biết được rằng đám rối Auerbach bắt đầu xuất hiện từ vùng thực quản và để chi phối hoạt động của hệ tiêu hóa. Trong khi đám rối thần kinh dưới niêm, đám rối thần kinh dưới niêm thì sẽ bắt đầu từ vùng dạ dày. Cái vùng thực quản nó không có bài xuất cái gì cả, cho nên đám rối thần kinh dưới niêm không xuất hiện ở vùng thực quản nha các anh chị. Nó sẽ bắt đầu từ dạ dày trở xuống ruột non, ruột già phía dưới ha. Như vậy chúng ta có cái điểm mốc bắt đầu của hai đám rối thần kinh nội tại. Hoạt động bài tiết nước bọt thì được bình thường thì một ngày 24 tiếng mình sẽ bài tiết khoảng từ 800 cho đến 1500 ml một ngày, từ ba cặp tuyến chính á, đó là cặp mang tai, cặp dưới hàm và cặp dưới lưỡi. Ha, ba cặp này thì cặp mang tai là cặp to nhất á, nó tiết ra rất là nhiều nước bọt, nhưng tuy nhiên thì nước bọt ở đây chủ yếu là dịch và điện giải thôi, nước, nước và điện giải là chính thôi. Còn cái tiết ra men thì lại là cặp dưới lưỡi, nó quan trọng hơn. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy là các cái vị trí của tiết nước bọt tuy là nó tiết nhiều hơn, nhưng có cặp thì tiết nước là chính, còn có cặp thì nó tiết men là chính. Thì thành phần của nước bọt mình có gì? Nãy giờ các anh chị cũng nhắc nhiều đấy ạ, à, đó là men amila. Nhưng cụ thể cái tên của nó các anh chị, để người ta phân biệt được amila của nước bọt với amila của tuyến tụy các anh chị, thì chúng ta có một cái tên là alpha amila. Nên các anh chị lưu ý rằng khi gọi alpha amila là mình hiểu đây là amila của tuyến nước bọt. Và tên gọi thứ hai của nó là tialin. Nhớ ha, hai tên gọi tialin hoặc là alpha amila. Còn nếu chỉ nói amila không ạ, thì chúng ta đang nói tới amila của tuyến tụy. Lưu ý những cái lưu ý nhỏ nhỏ vậy để các anh chị lưu ý trong đề thi của mình. Nếu như tôi hỏi amila thì mình hiểu đó là đang nói amila tuyến tụy. Còn nếu như alpha amila thì đang nói đây là amila của tuyến nước bọt. Nhớ dùm chuyện này ha. Rồi về điện giải thì sao? Trong nước bọt có nhiều kali, có nhiều HCl3+, cho nên sau này khi mình đi ICU các anh chị, gặp những bệnh nhân hôn mê, gặp những bệnh nhân phải đặt nội khí quản, bệnh nhân mất phải xả nước, đặt nội khí quản rồi ta mất phải xả nước liền. Như vậy thì bệnh nhân sẽ, nước bọt nó sẽ chảy ra bên ngoài các anh chị, thì lúc này người ta sẽ bị mất một lượng khá khá, đó là ca cộng và HCl3+, nên các anh chị phải tính toán để các anh chị truyền lại cho bệnh nhân. Chứ đừng nói tại sao mà em tính hết trơn rồi, cả nước tiểu cả mồ hôi tính hết trơn mà không biết bệnh nhân mất điện giải vô đâu, bệnh nhân mất điện giải vô nước bọt nha. Nhớ nha, còn một cái nguồn nữa. Rồi trong nước bọt mình có các yếu tố diệt khuẩn á, các yếu tố này sẽ giúp mình vệ sinh khoang miệng cho sạch sẽ các anh chị. Giúp mình giảm bớt cái sự xuất hiện của vi khuẩn trong khoang miệng. Và ban đêm thì thông thường thì nước bọt của mình nó sẽ ít tiết ra hơn, cho nên các anh chị sẽ thấy là ban đêm thì các yếu tố diệt khuẩn nó cũng tiết ra ít hơn. Cho nên đó là lý do tại sao mình nên đánh răng trước khi đi ngủ, cái mình lợi bỏ bớt cái vi khuẩn trong khoang miệng đi, để mình có thể vệ sinh được cái răng miệng của mình. Trong nước bọt nó có nhiều canxi, cho nên các anh chị sẽ thấy cái vị trí lỗ độ tới nước bọt á, là mình thường hay thấy là vị trí bám của vô răng. Cụ thể là các anh chị có thể thấy được cái răng số 6 ở hàm trên, là chúng ta ngay cái lỗ đổ của tuyến mang tai là các anh chị sẽ thấy có nhiều canxi, dễ đóng vôi răng lắm. Hoặc là mặt trong của hai răng cửa hàm dưới, đây là lỗ đổ của cái tuyến dưới lưỡi của mình, thấy không ạ? Các anh chị nhìn thấy là các anh chị sẽ thấy là thường cái vị trí đó mình thấy hay bị đóng vôi răng, đó là do canxi nó vào vào bên trong. Rồi để có tiết nước bọt, để các anh chị, để các anh phải biết rằng không được chọc giận vợ, không được chọc giận bạn gái, mặc dù bạn gái và vợ không có vũ khí nào trên tay cũng sẵn sàng có thể tiễn anh đi chích hai mũi. Đó là gì? Đó là gì vậy mấy anh? Có hả cô? Có không? Ai biết? Nói là có nha, người đó bị là truyền được nha. À, nên phải suy nghĩ cẩn thận, mặc dù thấy không cầm tất sắc nào trên tay cũng không nên chọc giận đâu nghe. Rồi để cho các anh phải hiểu rằng ngày 20 tháng 10, 8 tháng 3, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày yêu nhau gì đó, có mua son tặng vợ, có mua son tặng người yêu là phải mua son xịn, mua son cả triệu á, chứ không có phải mua son vài chục ngàn nha. Hứa nha, cô Sam dặn. Không đâu, không có. Hả? Rồi mấy chị bắt đầu chuẩn bị nghe và chuẩn bị đau lòng nè.
mấy chị hãy tự lưu ý và suy ngẫm nha. Hãy nhớ rằng khi người yêu, khi chồng mình tặng son xịn cho mình thì nó yêu mình là chính, anh ấy yêu mình là chính, nhưng mà anh ấy yêu anh ấy là 10. Đúng rồi. Đúng không? Suy nghĩ kỹ ha. Đừng mơ mộng quá. Nhiều khi mình không nghĩ tới. Rồi, lưu ý chuyện đó ha. Rồi, hồi nãy mình có nói là men của mình nó có khả năng tiêu hóa được tinh bột, đúng không? Nó làm cho mình nhai nhai bánh mì. Hồi cấp 3 thầy cô nào dạy đó sẽ nói mình nhai nhai bánh mì một hồi mình ngọt, và bởi vì nó có thể biến đổi thành đường. Tuy nhiên chuyện thứ nhất là nó biến đổi ít lắm anh chị ơi, khoảng 5% thôi, có nghĩa là chút xíu thôi. Chứ anh chị nhai cả nhiều cả họng bánh mì nó cũng không ngọt hơn được nữa đâu ha, tại vì nó tiêu hóa rất ít. Chuyện thứ hai là nó trở thành oligosaccharic, có nghĩa là nó vẫn còn là một loại đường đa, nó không hấp thu được đâu nha. Chứ ngay cả các anh chị ngậm họng đường, nước đường luôn cũng không hấp thu được, nhớ nha, nó ở miệng là không hấp thu được đâu. Và điều hòa quá trình bài tiết nước bọt thì các anh chị lưu ý khi mình có thức ăn ạ. Khi có những tín hiệu từ miệng, từ hầu, từ lưỡi là có đồ ăn thì nó sẽ tiết nước bọt ra. Thứ hai là cái phản xạ dạ dày ruột. Có nghĩa là khi chúng ta có thức ăn vào bên trong thì dạ dày thì bắt đầu tiết nước bọt của chúng ta mình sẽ bị ức chế ngược lại. Hoặc là khi mình ói, khi anh chị buồn nôn, anh chị ói thì các anh chị sẽ thấy đây là một cái phản xạ làm cho mình tiết rất là nhiều nước bọt. Và chịu ảnh hưởng bởi trung khu thèm ăn của vùng hạ đồi ạ. Ví dụ như giờ này mà có một dĩa xoài chấm mắm guốc ha, thông me ngâm chua ngọt ha các anh chị, à, cua gan muối ha, trời ơi chết luôn. Nhưng lưu ý chuyện gì? Chúng ta chỉ bị ảnh hưởng bởi trung khu thèm ăn, có nghĩa là chúng ta phải thèm thì chúng ta mới bị ảnh hưởng. Còn nếu như các anh chị gặp một người mà món đó mà các anh chị không có thèm thì cái dù cái món đó đưa trước mặt các anh chị cũng không có tiếng nước bọt đâu. Rồi, khi kích thích hệ thần kinh phó giao cảm mà các anh chị sẽ tiết ra nước bọt có nhiều điện giải nhưng rất là ít men ha. Nó ít men thôi, ít men tiêu hóa chủ yếu là nước và điện giải thôi ạ. À. Và quá trình đây là tác dụng của nước bọt ạ. À. Nước bọt nãy giờ nói hết trơn rồi. Nước bọt làm ẩm, bôi trơn, vệ sinh răng miệng, diệt khuẩn. À, có một điểm mới nhắc các anh chị. pH của nước bọt thông thường thì nó khoảng tầm khoảng 6,5 cho đến 7,5, có nghĩa là nó dao động từ khoảng trung tính cho đến hơi axit chút xíu. À, nó cũng dao động vòng vòng cái trung tính thôi các anh chị. Tại vì cái niêm mạc miệng của mình, các anh chị thấy là niêm mạc miệng của mình nó rất là mỏng đúng không ạ? Niêm mạc thực quản cũng vậy, nó chỉ chịu được pH trung tính thôi. Nhưng cái pH này nó sẽ giúp cho các anh chị trung hòa được các cái axit do vi khuẩn trong thức ăn nó lên men trong khoang miệng. À, như vậy thì nó mặc dù là trung hòa nhưng nó sẽ kềm hơn so với cái axit do vi khuẩn lên men tạo ra. Và thứ hai là nó kềm hơn so với cái dịch vị. Bởi vì dịch dạ dày của mình bình thường khoảng 2 đến 3. Cho nên cái nước bọt nó kềm hơn. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy là trong cái giáo trình ghi là pH nước bọt kềm hơn, pH kềm của nước bọt có tác dụng trung hòa, thì kềm ở đây mang ý nghĩa là kềm hơn cái axit do vi khuẩn tạo ra và pH của dạ dày thôi, chứ không phải là nước bọt là cái pH là 7, 8, 9, 10 vậy nha. 7 là trung tính nha các anh chị, nó cũng khoảng tầm trung tính thôi, nhưng nó kềm hơn hai cái dịch kia nên nó có thể trung hòa. Lưu ý chuyện này để các anh chị không bị nhầm. Rồi, cung phản xạ liên quan tới bài tiết nước bọt thì khi các anh chị có những tín hiệu từ miệng lưỡi á, nó sẽ theo dây thần kinh thiệt hầu đi lên và nó sẽ lên các cái nhân nước bọt để có thể từ đó ra được kích thích ở các tuyến nước bọt để bài tiết nước bọt để tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Rồi, đó là kết thúc phần tiêu hóa ở miệng và thực quản. Các anh chị có hỏi gì không ạ? Cái cơ vân ở đoạn trên đó chị, là nó giúp phát xuất cho cái nhu động của cái thực quản. Nó bắt đầu từ 1/3 trên cái hệ thống cơ vân này, nó sẽ bắt đầu phát xuất cái nhu động nguyên phát để nó đẩy thức ăn từ trên thực quản từ đoạn trên đẩy xuống, và những cái đoạn dưới thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ di chuyển theo cái nhu động từ trên xuống. Cho nên cái đoạn cơ vân đó là chủ yếu là dùng để phát xuất cái nhu động, và nó tham gia vào một số cử động khác nữa. Rồi, cảm ơn chị. Các anh chị nào hỏi nữa không ạ? À?
Rồi, nếu không các anh chị không có hỏi nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây à. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị vào sáng thứ hai tại hội trường tiếng công cộng. Dạ, cảm ơn cô.